Theo bạn thì trong ở chợ lần này sản phẩm nào là khó bán nhất? Trong hội chợ lần này sản phẩm mà mình thấy khó bán nhất là rượu vang Đóng Đôn nhập khẩu từ Úc. Tại vì cái sản phẩm này là khá là mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Do đó hơn nữa là cái hàng sản phẩm rượu vang Đóng Đôn này đa phần là người ta khó tin nên rất là khó và đa phần mọi khách hàng mình ta đi lựa chọn. Vậy thì chị làm cách nào để thuyết phục được những khách hàng khó tính như vậy? Mình sẽ nêu ra những cái ưu điểm nổi bật của sản phẩm rượu vang Đóng Đôn. Thứ nhất, mình đánh mạnh vào tâm lý hàng khuyến mãi do là hàng mới nhập vào Việt Nam nên có chính sách giảm giá 30%. Và ngoài ra khi mà khách hàng người ta quan tâm, mình sẽ giới thiệu thêm về cái đặc tính, về cái chất lượng của sản phẩm rượu vang này là cực kỳ ngon, cực kỳ tuyệt vời. Và hơn nữa, nếu như khách hàng quan tâm tiếp nữa, mình sẽ giới thiệu